Tình hình hiện nay thì bắt đầu là có vấp đi vào ổn định. Tại vì một ngày thì phát hiện chỉ khoảng 1 đến 2 ca, có chỗ thì 3 ca nhưng mà không nhiều. Còn khi mà mình đã khống chế được cái ổ của Phục Hưng thì tất cả những cái khác đều ổn. Khu cách ly của mình thì có 38 phòng, bây giờ phải cơi nới thêm đằng sau nữa để làm cho hơn 100 người tới cách ly. Lúc trước là chỉ dự trù là chỉ có 100 giường thôi, nhưng bây giờ đã hơn. Còn các bạn ở trong khu cách ly thì gần như là không có ngày nghỉ. Chúng tôi nói thật là ngành y tế mấy ngày nay là hầu như là làm tới 9-10 giờ đêm không à. 6 giờ sáng, 7 giờ sáng đã phải dậy để mà đi làm, hầu như không có ngày nghỉ. Thứ bảy chủ nhật là làm suốt. Có những lần chúng tôi truy vết 30 ca ở bên Thạnh Xuân á, tới 2-3 giờ sáng thì lúc đó mới đưa được những cái người đó đi bệnh viện. Cho nên là giai đoạn này có thể nói là rất là khó khăn đối với ngành y tế và người dân.